Hello, đang quay lại với clip của mình nha. Ok, thì chúc mọi người có một ngày tốt lành này. Thì hiện tại là mình đang ở trên một cái cầu ICC phụ nha mọi người. Đó, thì theo yêu cầu có rất là nhiều anh em. Đó là có kiểu mình là tới khi rừng vừa khi ngẫu nhiên 20k mọi người. Các kiểu. Thì ra mình tính không có làm đâu mọi người. Nhưng mà thì mình cũng hiểu rõ cái nhân phẩm rồi mọi người. Nhưng mà anh em yêu cầu nhiều quá nên là mình sẽ làm luôn nha mọi người. Đó. Và mình mới nạp vô game xong 20k mọi người, 20k và nó lên luôn cái VIP 2 rồi nè. Vậy chân kim cương nó sẽ thành VIP 3 các kiểu này. Ok, mình xác nhận luôn nha. Phúc lợi mọi người, mình sẽ điểm danh một xíu nè mọi người. Thư các kiểu này. Mình sẽ bài mới online luôn á. Đây là quà nạp nè mọi người. Với lại quà lên VIP các kiểu nữa. Bảo trì nè mọi người. Tại cái con xe này cũng lâu lắm mọi người, chưa có online mọi người. Ok, còn lại là chủ yếu test nhân phẩm cho anh em xem thôi. Thì đấy là mình nhận quà ở đây nè mọi người. Tích lý nạp hoặc không bạn thử nạp mỗi ngày nè mọi người. Có 100 kim cương này, 2 mốc này. Rồi nạp lần đầu ngày thì mình sẽ nhận luôn nha. Nạp định mức các kiểu này. Túi quà cầu phúc nè mọi người. Tôi đã gia hạn rồi. Ok, hoàn trả kim cương nè mọi người. Thì 20k thì mỗi ngày em đang nhập lại nên nhận cái này thì mình có review trong sự kiện tuần đó mọi người. Nhưng mà cái này thì chúng mình sẽ cố gắng on mọi người để mình nhận mấy cái trong đây. Mà hiện tại thì nó đã 3 ngày rồi mọi người. Nó mình làm clip này là 3 ngày rồi. 3 ngày rồi, có thể là sẽ 3 ngày cuối là mình sẽ không nhận được mọi người. Nhận ngày thứ tư đó là được 2 cái được quà. Ok, vào quay nhân phẩm, trận thắng thi đấu, trận gặp bet các kiểu. Sau ngày 1 rồi mọi người. Đó thì chủ yếu là này mọi người, 20k. Đó, cho nên em sẽ nhận một cái quà vũ khí may mắn ngẫu nhiên trong đây. Đó thì cụ thể là trong đây nó sẽ có vũ khí siêu xịn nhất, đó là vũ khí bánh kẹp kỷ niệm người, và hai vũ khí siêu đào. Một tia và một tia đó là uyên ương hồ điệp, và hai tia đó là gà cao su mọi người. Còn cái vũ khí kia là nó bao kiểu hơi phéo an toàn mọi người, nó không có được sao lắm mọi người. Ok, còn kim cương thì thôi toàn luôn mọi người. Tôi quà hộ các kiểu này xua mua sắm mà sau đó giá mọi người 50k thì em sẽ được test cái quà vũ khí may mắn cao hơn tí mọi người. Thì trong đây sẽ có lì xì, bốn vũ khí trong đây là toàn vũ khí siêu đào hết mọi người. Vũ khí xịn không à. Mình sẽ test cái mốc 20k nha mọi người. Không có điều kiện. Ok, đây mình sẽ nhận luôn nha. Đó thì mình sẽ vào trong trong túi nè mọi người. Đây mình sẽ test luôn. Thì cái xe này thì mình không có vũ khí gì xịn nha mọi người. Vũ khí gạch các kiểu, có vũ khí này súng nước gì màu thì bao ổn xíu à. Nhưng phạm vi nó hơi nhỏ. Hy vọng là nó sẽ ra một cái vũ khí siêu đào trong đây nhỉ. Đây thì bây giờ mình test luôn nha mọi người. Không để em phải đợi cho lâu lắm mọi người. Hôm nay cái túi quà nó quá trời luôn mọi người. Thôi, mình chỉ là mình sẽ mở cái vũ khí thôi. Chả quan tâm mấy cái kia lắm mọi người. Tống cho mình hình trọng tí kho đồ mọi người. Thôi, khá là nhiều. Đây là quà hòn nãy nha mọi người. Mở luôn. Xin chào thằng Mí nha. Đây, quà được vũ khí mọi người. Được vũ ngẫu nhiên này. Vũ level 7 mọi người. Quà bét Barbie, mở luôn. Có con gấu này. Với lại con anh chăn. Cô cứ nhăn mọi người. Thân chiều. Đó, hay mở mấy cái này lấy hèn xíu mọi người. Rừng vũ khí quỳ ban. Ủa lúc trước mình mua ở đâu ta, mình không nhớ nữa mọi người. Đây mở luôn này. Level 30 mà hiện tại level 34 rồi đúng không? Mở luôn. Chuẩn bị các kiểu. Ok, và tới nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay mọi người, không để mọi người chờ lâu nữa. Đó là cái giường đâu rồi, đâu mất tiêu rồi. Đúng không phải trên này rồi đó. Ủa đâu rồi? À đây mọi người. Ok, đó nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta, đây là quà vũ khí may mắn. Ok, đây tên nhân phẩm mọi người. Đó thì hy vọng nó sẽ ra một cái vũ khí siêu đào cũng được mọi người. Có thể là gà con su yêu hồ điệp cũng được nè. Đó mà ra cái này thì cũng hơi toan nha mọi người. Đây thì mình sẽ mở luôn nha mọi người. 1, 2, 3. 800 kim cương biết ngay mà.
kiếm gì trả ra kim cương mọi người. Ôi là trời, buồn dã man luôn. Đó thì cái này có lẽ là lần thứ tư rồi, lần thứ tư là thứ năm mình mở ra kim cương đó mọi người. 800 đúng như cái móc này luôn rồi phải. Toàn kim cương à. Đó vậy mà em cứ bảo mình test các kiểu rồi này, chả có gì mà kim cương cả mọi người. Không vũ khí mà nó đạt không nổi nữa. Đó, vậy là xong nha mọi người. Nếu quý mọi người chưa nè, ok. Nhân phẩm 20k đó nha mọi người. Đi xem trong này có gì mình mở luôn mọi người. Ủa cái này gì đây? Đường vũ khí áo ngoài lúc trước này mình cũng chả nhớ là kiếm ở đâu nữa. Hay là đăng nhập ta, không? Chắc cũng khá là lâu rồi mọi người. Ờ, có cái vô đi tuyệt vàng các kiểu. Cái này rất là cao. Lại một cái quạt giấy nữa hả? Chờ mở tờ ra vàng không mọi người. Cái tạm mức tối đa mình sẽ ra vào cái bếp bên này của mình luôn à. Ở tốt cưới thu thập à. Chẳng có gì đâu mà nhiều dữ ta. Số này đăng cấp lên xíu rồi. Ok, để tạm ra đi. Dọn trống cái kho bếp xíu mà. Đây thì mình cũng không có kẹt cuốc gì nhiều mọi người. Nhận luôn đi. Ok. Danh hiệu chỉ nâng có cái đạo cụ mới mọi người. 2k5 mình sẽ nâng cái liên tục lên à. Level 5 luôn này. Sau đó nó sẽ tới à tung nha. Level 4 này. Ok. Mấy kia thì để tạm mày mọi người. Thế là lâu lắm rồi đâu có lại cái con xe này đâu ta. Ờ, lập chiến hiện tại 80k hả. Thôi vào cái chung cư xíu mọi người. Ok, mình sẽ ra ngoài luôn nha. Chẳng, ủa nãy có thừa cái 1.500.000 đầy luôn à. Mình sẽ nâng lên cái chung cư này đi. Không bằng đầy rồi ta. Đầy cái tên cái này luôn. Ờ, cho việc đánh rồi. Ok nha mọi người. Đó, thì có lẽ đây mới là mình đến đây thôi nha mọi người. Nếu có thắc mắc hay có gì thì nhớ để lại bình luận ở dưới nha. Và xem clip xong thì nhớ cho mình xin một like và đừng quên là đăng ký kênh và kêu thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mới nhất của mình nha. Đó, cũng như thì có lẽ hẹn mọi người ở clip tiếp theo thôi này. Bye bye anh em nha.